Mừng chào các bạn trở lại với kênh Bùm Rô Bờ Lóc nghe. Rồi ok các bạn, hôm nay Bùm sẽ làm theo yêu cầu của các bạn ha. Bởi vì sao? Rất là nhiều bình luận yêu cầu Bùm là làm cái con updated Titan Speakerman. À là tại sao? Thì Bùm nghĩ là do là dạo này á, là Talent Rich, nhà phát triển cái game này đó, không có quan tâm nhiều tới cái con updated Titan Speakerman là cái thứ nhất. Cái thứ hai là do kênh Bùm cũng hơi ít sử dụng con này. Hình như là Bùm mới làm có một video về con này rồi. Cho nên á, là trong video này thì Bùm sẽ thể theo đúng yêu cầu của các bạn để chúng ta xem là một cái con Mythic cũ, con updated Titan Speakerman, một cái con rất cũ rồi, liệu là trong cái phiên bản này, trong cái update mới này, nó có còn đáng sử dụng hay không ha. Rồi bây giờ chúng ta vô test nè. Bumroblox.net, shop bán unit toilet tower defense cực kỳ uy tín. Bumroblox.net, shop bán unit toilet tower defense cực kỳ uy tín. Bumroblox.net, im cha nó đi, vô game kìa. Rồi Bùm test Nightmare và Bùm sẽ auto skip nha các bạn. Tại vì bây giờ những cái con mà mythical giống như cái con Frog DJ Speakerman đó các bạn, nó có thể đi Nightmare auto skip được mà. Thế thì mythical chắc nó cũng được thôi đúng không? Nói thiệt nha các bạn, một số những cái con mythical mới nó lỏ quá trời lỏ luôn. Bùm không hiểu sao mà nhà phát triển làm ra mấy con mythical lỏ lỏ cực kỳ luôn. Rồi bây giờ hả, trở lại với cái con updated Titan Speakerman thì Bùm hy vọng rằng nó vẫn còn hữu dụng nha. Nhưng mà cá nhân Bùm đánh giá nha, nó mạnh đó chứ không phải là nó yếu đâu. Đôi lúc là Bùm ít sử dụng là cái thứ nhất, cái thứ hai là do một số bạn vẫn chưa biết cách làm sao để mà tối ưu cái công năng của nó đó. Thế thì hôm nay cái video này Bùm cũng sẽ làm một cái video giống như hướng dẫn các bạn. Với thêm cái này nữa nè, Bùm biết đó, các bạn đang bối rối thêm cái này nữa nè. Updated Titan Camera Man tuy là được rework làm lại mạnh hơn, nhưng mà nó bị một cái vấn đề rất là căng thẳng, đó là gì các bạn? À, up nó mắc tiền quá, không phải ai cũng biết chơi, không phải ai chơi cũng được, cho nên nó hơi khó khăn xíu. Thế thì để mà sử dụng cái con updated Titan Speakerman thay thế nó để mà dễ chơi hơn á, thì bây giờ Bùm sẽ trở lại Bùm hướng dẫn từ đầu nha. Các bạn xây Santa TV Man lên đủ con rồi ha, các bạn xây một cái con, không các bạn không có rim các bạn xây con khác, nói chung là một cái con nào đó nó có thể ép được giai đoạn đầu cho các bạn đó, để các bạn đủ thời gian các bạn farm tiền ha. Rồi đến quay thứ 9, quay thứ 10 các bạn sẽ thấy con Zed Pup nó đi nhanh này các bạn. Các bạn up con rim lên cho Bùm, hoặc nghe các bạn có con khác thì các bạn sẽ up cái con khác lên level cao hơn, chứ khoan hãy xây con updated Titan Speakerman đó. Bùm nhắc lại một cái câu chuyện giống như vậy, cái lúc mà mỗi một quay các bạn có 750 tiền, một số tiền không hề nhỏ nha các bạn. Các bạn có thể xây cái con updated Titan Speakerman lên rồi để mà chúng ta gọi là giải quyết mấy cái con ở đây rồi. Có một số tiền các bạn up tiếp nó lên cho Bùm. Không vội farm tiền nha các bạn, cứ từ từ chậm lại, là đây là cái lúc chúng ta cần đam chính rồi ha. Updated Titan Speakerman thì Bùm đã review về cái đam đồ cái này kia cho các bạn biết rồi, nhưng mà thôi thì bây giờ Bùm để Bùm up mát lên rồi Bùm nói luôn. Khoan các bạn, bị ngủ đúng không? Cái gì đâu các bạn, nếu các bạn không có con sửa chữa speaker repair roll giống Bùm đó thì các bạn sử dụng con khác. Ví dụ giống như con Medit, ví dụ giống như con Camera Repairon. Cái này thì nó không có quan trọng các bạn sử dụng con nào cũng được nha. Bây giờ là quay thứ 20. Chúng ta có hai con updated Titan Speakerman cũng gọi là rất là dễ chịu rồi các bạn thấy không? Thế thì từ đây tới sau các bạn rất là đơn giản thôi nè. Các bạn nhìn nè, nhìn cái tầm đánh cái tầm đánh đa mục tiêu á, tầm đánh AOE con này nè. Từ bên này nó với qua được bên này đúng không? Thế thì vị trí này là đẹp rồi đó. Chúng ta lại tiếp tục xây thôi chứ có gì đâu ngại ngùng. Xây lên và up map lên luôn cho Bùm. Sau khi mà chơi lại nó các bạn cảm thấy cũng hài lòng nha. Tính là nó cũng được, như đâu có tệ đâu đúng không các bạn? Ngon á chứ bộ. Nè các bạn thấy không? 10.000 đam, DPS hình như 10.000 đó. Tầm đánh 45, tuyệt vời. Cooldown 0.4, tuyệt vời luôn. Hay nói một cách khác hơn là nó ngon hơn hẳn ba cái chữ hẳn luôn những cái con mà Mythic mới hiện tại. Cùi bắp mi lao đánh được mục tiêu 10.000 đam mỗi giây. Ôi trời ơi, tầm đánh cùi chuối nó không bao giờ mà Bùm gọi là Bùm dùng cái tiền mà Bùm summon ra những cái con đó. Nè không, rồi vậy thì từ đó cho Bùm cũng đưa ra một vài cái kết luận cho các bạn như thế này. Không phải là cứ có tiền mà nhảy vô summon, các bạn cứ để dành tiền rồi các bạn canh cái thời gian nào đó có những cái con mít thịt ngon thì các bạn canh rồi các bạn xài. Thì ở những con mít thịt ngon thì Bùm sẽ nói với các bạn đầu tiên ha. Upgraded Titan Camera Man
Tuy là nó hơi khó sử dụng nhưng mà nó được cái là các bạn có thể dùng nó để các bạn chơi được rất nhiều thứ, tại vì giá của nó hiện tại đang rất tốt ha. Đó là cái con mít thịt đầu tiên các bạn nên cân nhắc các bạn xài nó. Con mít thịt thứ hai là cái con này nè các bạn, Upgraded Titan Speakerman là cái con mít thịt thứ hai các bạn rất nên summon ha. Với những cái bạn nào cày chay á nha, Bùm làm cái video này là làm dành cho những cái bạn cày chay chứ Bùm không nói cho những cái bạn mà nhiều tiền quá các bạn mua thì nó vô chừng lắm đó. Các bạn xài đủ thứ unit rồi cũng không nói đến ha. Rồi, cái đây là cái con thứ hai ha, và cái con thứ ba hiện tại là cái con Titan TV Man cấp 2 đó các bạn, cũng là mít thịt đó các bạn, cũng đáng xài rồi nha. Hồi lúc trước tại sao nó không đáng xài các bạn biết sao? Nó không đánh được những cái con theo kiến. Còn bây giờ nó đánh được rồi nha các bạn. Nó bắt đầu nó ngon hơn trước rồi nha các bạn. Thế thì không có Ogotly thì chúng ta xài con đó cũng tốt. Và đó là ba con mà Bùm khuyến khích các bạn nên dùng. Hai các bạn nên gọi là summon gà nó. À, còn đối với những bạn nào mà đã summon ra được ba con đó rồi thì chúng ta làm gì tiếp theo? Rất đơn giản các bạn. Quay trở lại đợi con Updated Titan Camera Man có. Các bạn summon cái con đó cho Bùm để chi biết không? Trading ra những con khác. Đó là cái cách tốt nhất để mà các bạn có thể cày chay mà các bạn có đầy đủ unit. Có bao nhiêu tiền canh để mà summon con Updated Titan Camera Man xong gọi trading nào con khác. Nó hướng dẫn chi tiết chưa, hướng dẫn cụ thể chưa, like đăng ký kênh đi, đợi gì nữa. Nó 36 nó hơi lọt các bạn ơi, 36 nó hơi lọt rồi, chúng ta ngừng auto skip xíu ha. Là ngừng auto skip xíu, chúng ta giải quyết bớt cái đống này đi các bạn. Các bạn đừng lo nha, thấy gì thôi chứ thua là chưa thua đâu nha. Ok, thì kinh nghiệm dành cho các bạn là các bạn đi đến tới tầm tới quay này đó, các bạn tạm ngừng auto skip xíu. Rồi nè, rồi thêm cái này nữa nè. Cái con Green Laser này nè, nó đang đứng ở vị trí không đẹp. Bùm nhấp vô nè. Đang đứng ở vị trí góc này, nó mất luôn một cái khoảng làm chậm gọi là tuốt ở ngoài này. Nó mất đi cái khoảng làm chậm đó. Thế thì làm sao chúng ta giải quyết nó? Thì đợi mà chúng ta gọi là nó giải quyết xong cái đám này đi, giải quyết bớt cái đám này, giải quyết chết hết đám này đi, thì chúng ta thay đổi cái vị trí của nó. Ok chưa? Ok chưa? Hoặc thậm chí là các bạn thấy nè, bây giờ nó lọt vô đây là các bạn nói thua không? Không thua. Tại sao? Bùm xây tiếp còn ở đây, rồi bùm up nó lên một số, bùm skip quay, bùm up nó lên nữa. Bùm sẽ giải quyết, hoặc thậm chí là bùm xây thêm một con Rin ở đây. Cái đây cũng là cái cách để mà gọi là bùm giúp cho các bạn gọi là giải quyết tình huống với những cái bạn nào mà chưa chơi đành đó. Thì các bạn có thể là xây đam ở những cái vị trí ở phía sau để mà giải quyết những cái con toilet đó. Hoặc thậm chí là nếu các bạn thấy chưa được nữa, các bạn lại skip quay, các bạn up lên và các bạn xây cái con Rin này gọi là đuổi theo cái con toilet ha. Ok chưa? Ok chưa? Các bạn xây, các bạn up lên cho Bùm. Không sao đâu các bạn. Bùm nói không sao là không sao. Các bạn lại tiếp tục bán, các bạn xây lên cho Bùm nha. Ok, tuyệt vời thôi, gì đâu. Ê, tao nói vậy, tao nói vậy là mày đi sâu rồi đó nghe. Mày đi sâu lắm rồi đó. Dừng lại đi. Mày dừng lại đi, cái gì 100 mấy chục ngàn máu gì ta? Dừng lại đi anh ơi, em giỡn với anh mà anh đi dữ vậy. Anh ơi, anh đi hơi xa nha. Anh đi xa quá. Anh ơi, thà em anh ơi. Em gãy xíu, em gãy là anh dễ mà sao anh đi quá vậy? Anh đi nhiều quá anh ơi. Ôi, đừng. Thấy gì thôi chứ thua là chưa thua đâu nha. Không sao đâu các bạn, Bùm nói không sao là không sao. Đó là gì các bạn biết không? Làm content. Giả bộ thua để chi? Để mà các bạn thấy là xây cái con đó nếu mà làm sai đó là các bạn cũng thua đó. Các bạn xây 7 con Rin, các bạn không có lo tập trung up cái con up này để Titan Speakerman lên cho nên thua. Hay không, cái đó là cái gì? Dựa vào tình huống Bùm cố tình làm content giống như vậy để mà cho các bạn một cái bài học không phải là làm là xây như vậy là dễ đâu, vẫn phải sử dụng một số những cái kiến thức nhất định nghe. Đó. Thôi, mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Rồi, lỗi sai đầu tiên là gì? Các bạn xây cái con Rin sai chỗ. Nè, bạn xây con Rin, bạn xây đây cho Bùm. Nãy sai chỗ rồi. Bây giờ là
Rồi đối với cái trường hợp giống nãy mà các bạn muốn auto skip nó nhiều hơn, nó xa hơn đó, thế thì sao các bạn biết không? Santa TV Man, thay vì các bạn up nó lên level 5 giống nãy à, các bạn để tiền các bạn up nó lên level 6 để các bạn xây được nhiều con upgraded Titan Sticker Man lên hơn. Thấy chưa, thấy chưa, thấy hướng dẫn chi tiết chưa, thấy hướng dẫn đúng đắn chưa? Nó hồi nãy là nói lại lần nữa, hồi nãy làm content nghe. Rồi bây giờ Bùm cắt qua khúc này này nè, còn chút nữa vô tới cái kia Bùm chỉ cho các bạn lại nè. Rồi nè các bạn, lần này Bùm đã xây được gọi là hai con Santa TV Man lên level 6 luôn rồi đó. Bây giờ Bùm sẽ chuẩn bị gọi là up cái con Santa TV Man thứ ba đó lên level 7 luôn, thì Bùm nghĩ là tới tầm này là gọi là ok hơn so với là cái đợt trước rồi đúng không? Để mà sao? Để mà chúng ta xây được nhiều cái con upgraded Titan Speakerman lên nhất ha. Rồi bây giờ hả Bùm xây nè. Rồi nè, quay 33 nè, đúng cái quay hồi nãy chúng ta lọt chưa? Đúng chưa? Mà cái con này luôn nè, cái con Cinder gốc kịch toilet gì nè, nó là cái thằng mà lọt ra tuốt trong đó. Rồi bây giờ mày lọt vô ra giùm tao cái. Thấy chưa các bạn? Bây giờ chúng ta là đổi lại một xíu là chúng ta farm tiền thêm Santa TV cho lên level 6. Nó sẽ giúp cho các bạn gọi là giải quyết được vấn đề. Còn cái việc xây con upgraded Titan Cinema Man này thì cũng dễ lắm các bạn. Các bạn lựa ba cái khu này nè, khu này nè, rồi các bạn xây nó lên thôi, đâu có gì đâu mà chút nữa đó. Nếu mà chúng ta còn dư tiền nữa, chúng ta bán cái con Rin này nè, chúng ta đặt ở những cái mép mép ở bên trong á để nó đừng tốn chỗ. Còn hiện tại nó đúng tốn chỗ cho nên Bùm chưa xây được đây ha. Không sao đâu các bạn, chút nữa đi, chút nữa chúng ta có tiền rồi chúng ta giải quyết cái chuyện đó sau ha. Còn bây giờ thì chưa được đâu. Rồi này các bạn, ở thời điểm hiện tại thế thì những cái con toilet bắt đầu nó đi được tới cái tầm đâu đó đây thôi nè. Thấy không các bạn? Thế thì chúng ta 39 là tắt auto skip đi, tại vì hồi nãy á Bùm xây cái con Rin này ở đây đó là để giải quyết hồi nãy nó bị lọt đó các bạn. Bùm phải xây nó, Bùm up mát nó lên để giải quyết. Thế thì bây giờ Bùm nghĩ là đã đến lúc á là Bùm bán luôn cái con Rin này, tại chúng ta có đủ tiền để đó các bạn. Bùm bán nó luôn ha. Rồi sau đó Bùm ra ngoài này Bùm xây thêm con nữa, rồi Bùm up nó lên mát nha. Dĩ đi, đừng để tao thua nữa, thua một lần thôi, thua gì thua hoài vậy, không có nghe. Đâu có chết được các bạn, không có chết được. Bùm còn dư 14.000 tiền kìa, úp con này lên mát luôn nè. Rồi bây giờ nè các bạn, thế thì chúng ta sẽ canh từng quay ở đây á, là chúng ta canh lại, chúng ta gọi là skip quay từ từ nha các bạn. Giống như gì á là nó đép được rồi đó các bạn, nhấn skip quay rồi chúng ta từ từ chúng ta thay thế dần ba con Santa TV này bằng cái con upgraded Titan Speakerman lên luôn ha. Rồi, nói chung là cũng khó đép đó các bạn. Quay thứ 43 mà tụi nó đi tới cái đường này là đường thứ 3 rồi đó. Và Bùm còn nhận ra thêm một cái điểm yếu của cái con upgraded Titan Speakerman nữa. Đó là cái việc gọi là xây của nó, các bạn thấy không? Tốn đất quá, nó không thể gọi là tận dụng được cái tối đa cái chỗ xây đó các bạn. Mà các bạn gọi là các bạn xây mấy cái vị trí mà nó xấu quá đi thì thứ nhất là nó dễ bị tuôn, cái thứ hai nữa là ví dụ Bùm nói nè, ví dụ các bạn xây này đi thì các bạn up lên cùng lắm là đánh được hai đường và cuối cùng là giới qua đây là đường thứ ba là hết cỡ rồi đúng không các bạn. Nhưng mà các bạn xây đây, các bạn xây đây nè đó, thì nó còn giới qua được tới đường bên này. Đúng không? Các bạn xây đây Bùm tê nói là cái tầm đánh AOE nha các bạn. Còn cái tầm đánh bình thường thì chắc chắn nó qua rồi, nhưng mà Bùm phải tận dụng cái tối đa. Nó cũng là một cái điểm yếu, tuy nhiên thì nó cũng được các bạn. Nói chung là nó vẫn có thể là chơi được map Nightmare, mà nhìn là biết chơi map được map Nightmare rồi. Rồi thông qua cái chỗ này các bạn cũng thấy không? Đó, mít thịt đó, cũng gọi là mít thịt dạng mạnh đó. Nó chơi phải skip way từ từ đó, chứ không có cái được gọi là giống như cái con Frog đi chơi đâu nha. Bởi vì là Frog DJ vẫn là chân ai nếu mà bạn nào muốn farm tiền nha. Rồi bây giờ Bùm chắc là Bùm sẽ bán luôn hai con Santa TV cuối cùng, Bùm xây lên cho mát ha. Quay 46 Bùm đủ tiền, chắc Bùm đổi luôn cái con Rin này thành cái con upgraded Titan Speakerman luôn nha các bạn. Bùm sẽ xây nó vị trí này đi. Rồi đó, giờ là phát 15 con rồi đó các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi xem là cái tổng cái thời gian để mà đi cái map này là bao nhiêu nha. Ok các bạn, chào mừng các bạn đến với quay thứ 50. Rồi, cái tổng thời gian chúng ta chưa biết là thời gian bao lâu, nhưng mà tổng thời gian tới thời điểm hiện tại là gần 23 phút. Mà một cái con gọi là mít thịt mà chơi cái map này mà gọi là chắc khoảng 24-25 phút gì đó thì nó cũng gọi là ok. Nhưng mà các bạn nhìn thấy cái vấn đề gì không? Một số bạn gọi là nhìn theo cái gì DPS, một số bạn video trước mình có thấy nói là chắc là cái con Latin kỳ Speakerman có thể thay thế được con Frog DJ Speakerman, thì thông qua video này chính các bạn cũng nhìn nhận thấy không? Con này cũng DPS cũng 10.000 đáp đúng không? Nó thậm chí nó còn tốt hơn cả cái con gọi là Latin kỳ Speakerman nữa. Nhưng mà các bạn thấy không, nó có sự hỗ trợ của cái con Speaker Reparon
Nhưng mà các bạn nhìn đi, ý là nó là mic thịt đáng xài rồi đó nghe, mà nó còn chậm hơn so với Frog DJ Speakerman. Thì các bạn biết là con Frog nó vẫn cứ là tốt nhất mà. Bầm nghĩ là sử dụng con Frog mà có thêm cái con Speaker Reparo đó, trời ơi, đi map Nightmare này chắc ở tầm đâu đó là 17 phút, 16 phút mấy luôn. Có nghĩa là các bạn tiết kiệm được khoảng 6-7 phút đó các bạn. Rồi chúng ta tổng kết lại nha các bạn, Upgraded Titan Speakerman vẫn là một con đáng xài bởi vì cái DPS nó cao, đam trên dây nó cao và nó có hiệu ứng AOE. Nhưng nếu các bạn đem nó ra mà so sánh, hoặc là đem con Latin Gate Speakerman đam mà so sánh với lại cái con gọi là huyền thoại này nè, Frog DJ Speakerman á, thì xin hứa với các bạn luôn, đừng tính DPS ở đây, đừng bao giờ tính DPS đây nè. DPS con này 12.000 đúng không? D-Map Nightmare có Speaker Reparon giải tuần đúng không? Là bao nhiêu? Hồi nãy là 23 phút, lấy con này đi nhiêu? 17 phút mấy? Ok chưa? Rồi, vì vậy nghe, nếu mà các bạn ở đây các bạn cũng có chay rồi này kia các kiểu đó, thì cái con này nếu mà chay được cho con Frog á, các bạn chay liền cho bầm, chay liền cho bầm nghe, để mà hả dùng nó để mà còn đi farm tiền rồi này kia các kiểu. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video, nhớ like, nhớ đăng ký kênh nha. Bye bye.